Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì thay vì bọn mình sẽ lên sóng những video clip liên quan đến lịch sử như thường lệ, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một địa điểm rất là nổi tiếng ở Hà Nội, đó là nhà tù Hỏa Lò. Và hôm nay thì đồng hành với mình là một người anh, xin phép được giấu tên, đó là anh Hùng Sét. Và ngày hôm nay thì có một sự kiện khá là đặc biệt đối với mình, đó là kênh CH News đã nhận được nút bạc của YouTube. Vì vậy, bọn mình rất là muốn đến địa điểm là nhà tù Hỏa Lò để cùng bóc cái nút bạc này ngay tại đây. Nhưng mà trước khi thực hiện cái công việc là bóc nút bạc trong tù thì bọn mình sẽ cùng đi tham quan cái nhà tù Hỏa Lò này trước nhé. Siêu tối luôn. Đựng nút bạc. Và các bạn nhìn, vẫn còn được dán băng dính các thứ, rất là chắc chắn. Vẫn còn nguyên tem, chưa được bóc ra. Và ở trên này thì có ghi các thông tin về vận chuyển. Đó. Và một cái tờ giấy, nhưng mà mình cũng chưa biết là ở đây tờ khai thông quan. Và ở trong này thì có mấy cái giấy tờ gì đấy, lát sau chúng ta sẽ cùng bóc ra để xem nó là cái gì nhá. Bây giờ thì mình có chuẩn bị sẵn một con dao. Đây là một con dao rất là đặc biệt. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái con dao này. Đó. Trong nó. Đó. Rất sắc cùng. Và mình sẽ sử dụng con dao này để bóc cái hộp này ra. Đây. Cái này nó là một cái tờ khai để chuyển hàng hóa thôi, không có gì. Ở đây thì họ có ghi là không thu tiền, tức là không mất phí vận chuyển. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng mở nhé. Ở đây thì có một cái tờ mảnh giấy nhỏ ghi bằng tiếng Anh, thì đây là thiệp chúc mừng của YouTube và cũng không có gì. Và đây chính là chiếc nút bạc. Thì rất nhiều kênh đã nhận được cái nút bạc này rồi và cũng đã review nút bạc rất là nhiều. Nhưng mà đối với mình thì đây là lần đầu tiên mình nhận được cái nút bạc này, nên là mình cảm thấy rất là vui. Sau đây mình sẽ bỏ cái lớp giấy bóng này ra nhé. Các bạn, thì mình đã nhận được chiếc nút bạc này. Và thông qua cái clip này, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Trong cái buổi đi tham quan ngày hôm nay thì sau khi mình đi vào các khu
di tích, các khu trưng bày. Thì mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì cả ekip sẽ mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì ekip sẽ làm về chủ đề kháng chiến chống Pháp, và rất hy vọng là được tất cả quý vị và các bạn ủng hộ và theo dõi. Một lần nữa thì mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi video này, và xin chào các bạn.